Chào mừng các bạn đã đến với 1 phút Bitcoin, chương trình cập nhật về tình hình giá của Bitcoin và thị trường crypto lúc 9 giờ sáng hàng ngày. Bitcoin tại thời điểm tổng hợp thông tin đang được giao dịch quanh vùng 24.400 đô. Sau một ngày giảm một mạch từ mốc 24.900 đô về 23.600 đô, Bitcoin cuối tuần xuất hiện màu xanh trở lại. Giá đã hồi phục từ 23.580 đô lên 24.400 đô với volume tương đối lớn. Biên độ Bitcoin vẫn đang trong vùng 22.400 đến 24.900 đô. Sau một ngày đỏ lửa, có vẻ như Bitcoin đang muốn quay trở lại kiểm tra lại vùng kháng cự 24.400 đến 24.700 đô một lần nữa. Vùng kháng cự mà Bitcoin đã bị từ chối 3 lần trong thời gian gần một tháng trở lại đây. Về tổng quan thị trường, tổng vốn hóa toàn thị trường đã tăng nhẹ trở lại lên 1.140 tỷ đô, tăng 2,27%. Volume giao dịch trong 24 giờ giảm nhẹ về 64 tỷ đô. Chỉ số tham lam sợ hãi đã tăng nhẹ 4 điểm lên 46 điểm. Chỉ số Bitcoin Dominance giảm nhẹ trở lại, đặt quanh mốc 40,89. Trong 24 giờ vừa qua, có tổng cộng 171 triệu đô bị thanh lý từ các lệnh long short, trong đó có 88% nghiêng về các lệnh short đuổi khi Bitcoin được giao dịch trở lại dưới vùng 24.000 đô. Về tình hình altcoin, trong vòng 24 giờ vừa qua, altcoin đã ghi nhận một số đà tăng đáng kể đến top 100. Top 5 đồng coin tăng mạnh nhất bao gồm SEL tăng 19,38%, HT tăng 18,18%, OKB tăng 13,43%, CHZ tăng 9,59%, LDO tăng 8,91%. Để theo dõi cụ thể hơn về tình hình thị trường crypto cũng như nhận định xu hướng giá các đồng coin, hãy đón xem chương trình tổng quan thị trường crypto lúc 19 giờ các buổi tối trong tuần từ Skyverse TV. Tiếp theo sau đây là một số tin ván crypto sáng ngày 13 tháng 8. Mời các bạn cùng theo dõi. FTX hợp tác cùng Paradigm phát triển giao dịch hợp đồng tương lai chênh lệch giá chỉ bằng một cú click. Trong một thông báo mới nhất, sàn giao dịch tiền mã hóa FTX đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác với công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số Paradigm nhằm đảm bảo các giao dịch của 8 đồng tiền mã hóa là Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, Ape, Doge và Link được thực hiện một cách thuận tiện và tiết kiệm chi phí hơn bao giờ hết. Về phía Paradigm, công ty đầu tư này khẳng định rằng chi phí giao dịch các đồng tiền mã hóa nêu trên sẽ rẻ hơn 50% khi thực hiện trên nền tảng này so với chi phí giao dịch thông thường trên FTX. Việc áp dụng phương pháp thực hiện giao dịch chênh lệch giá xét về mặt cấu trúc được cho là có ít rủi ro hơn so với phương pháp được sử dụng trên các sàn giao dịch truyền thống, cho phép những nhà tạo lập thị trường định giá chặt chẽ hơn với khối lượng giao dịch lớn hơn đáng kể. FTX là sàn giao dịch thứ 3 ký kết hợp tác cùng Paradigm trong mảng kinh doanh chênh lệch giá hợp đồng tương lai. Nhà sáng lập Maker DAO đề xuất dùng USDC bảo chứng cho stablecoin DAE để mua Ethereum. Gần đây, người sáng lập Maker DAO là ông Rune Christensen đã đề xuất việc chuyển đổi 3,5 tỷ USDC vốn dùng để bảo chứng cho stablecoin DAE để mua Ethereum. Động thái này làm tăng nguy cơ về việc DAE sẽ depeg khỏi USD khi không còn được bảo chứng bởi USDC. Nhận thấy hậu quả nghiêm trọng từ việc Mỹ đình chỉ hoạt động của Tornado Cash, đồng thời đơn vị phát hành stablecoin USDC là Circle đóng băng các tài khoản của máy trộn tiền này, Christensen chia sẻ rằng ông đang xem xét nghiêm túc để tránh việc phụ thuộc vào USD. Bởi về mặt lý thuyết, việc chuyển đổi lượng USDC dự trữ thành Ethereum có thể loại bỏ nguy cơ tài sản của MakerDAO bị Circle đóng băng. Sàn Binance hoàn trả 450.000 đô la Mỹ bị đánh cắp từ vụ tấn công DNS vào sàn Curve. Sàn giao dịch Binance cho biết họ đã truy vết và đóng băng 83% số tiền bị đánh cắp từ sàn giao dịch Curve và đang làm việc với các cơ quan pháp lý để trả lại số tiền trên cho các nhà đầu tư. Theo thông tin từ một tweet của ông Changpeng Zhao, vị CEO của Binance, sàn giao dịch này đã truy vết và đóng băng khoảng 83% số tiền bị đánh cắp từ vụ tấn công DNS vào sàn giao dịch Curve. Ông cho biết, các hacker liên tục có ý định rửa số tiền bị đánh cắp trên bằng cách gửi qua sàn Binance bằng nhiều cách khác nhau. Trước đó, vào ngày 9 tháng 8, sàn giao dịch Curve đã bị tấn công DNS spoofing và bị các hacker đánh cắp số tiền trị giá 570.000 đô la Mỹ. Con số 83% số tiền trên được sàn Binance truy vết và đóng băng tương đương với khoảng 450.000 đô la Mỹ, ông CZ cho biết. Nền tảng giao dịch Oasis App sẽ chặn tất cả những địa chỉ ví bị cho là có nguy cơ cao. Theo một thông báo đăng trên cộng đồng Discord, nền tảng giao dịch tiền mã hóa phi tập trung Oasis App cho biết họ sẽ cấm tất cả những địa chỉ ví bị cho là có nguy cơ cao. Những người dùng có địa chỉ ví bị ngắt nhãn trên sẽ không thể sử dụng dịch vụ hoặc các ứng dụng của nền tảng này.
Động thái này được đưa ra sau khi dự luật mới liên quan đến tiền mã hóa đã được thông qua gần đây, buộc Oasis App phải thay đổi điều khoản dịch vụ của mình. Tại thời điểm đưa tin, Oasis App không tiết lộ bất cứ thông tin nào về việc sẽ sử dụng công cụ gì để xác định những địa chỉ ví có nguy cơ cao. Tương tự với động thái của Oasis App, sàn giao dịch phi tập trung Uniswap gần đây cũng bắt đầu cấm những địa chỉ ví bị cáo buộc có hành vi bất hợp pháp bằng cách sử dụng dữ liệu từ TRM Lab, một nền tảng phân tích rủi ro và điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa, thông qua việc phân tích dữ liệu on-chain. Các bạn hãy theo dõi chương trình tổng quan thị trường crypto lúc 19 giờ mỗi tối trên Skyverse TV để nắm thêm nhiều thông tin hot và nhận định chỉ số thị trường crypto mỗi ngày.